Quý vị và các bạn thân mến, đất trời Vị Xuyên trong cái nắng rực lửa tháng 7, chúng ta những người con được sống trong thời bình lại lặng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập, hòa bình và tri ân những người đã trở về sau khói lửa của cuộc chiến. Có người đã gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang, các cựu chiến binh lặng lẽ thắp nén hương thơm, lau từng phần mộ cho đồng đội của mình. Có những người lính may mắn trở về với gia đình, người thân, nhưng vẫn còn rất nhiều hài cốt của những người lính hy sinh vì Tổ quốc vẫn còn nằm rải rác tại các khe đá, thung lũng ở chiến trường, chưa về với gia đình, đồng đội. Nay lên thăm đồng chí đồng đội an nghỉ tại Nghĩa trang Vị Xuyên ngày hôm nay, tôi rất xúc động được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương làm chỗ nơi ăn, chốn nghỉ cuối cùng của đồng chí đồng đội về nơi vĩnh hằng được khang trang và trang trọng. Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử đã trở thành phương châm sống chiến đấu của những người lính Vị Xuyên. Không một mét đất nào ở mặt trận Vị Xuyên không thấm máu người lính Việt Nam. Cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ. Vào tháng 7 hàng năm thì có hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, các đoàn du lịch đến thăm viếng Nghĩa trang. Chúng tôi đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để làm công tác phục vụ, hướng dẫn, tiếp đón các đoàn đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ một cách chu đáo. Là thế hệ đi sau, những người trẻ được lớn lên trong hòa bình, dù chỉ biết đến chiến tranh qua những trang sách, những câu chuyện kể của những người lính, nhưng mỗi khi tháng 7 về, trái tim mỗi người luôn thấy nghẹn ngào, xúc động khi có mặt tại đây. Chúng tôi, những người đoàn viên thanh niên của tuổi trẻ huyện Vị Xuyên, nhận thấy chúng tôi phải có trách nhiệm thật là lớn để phấn đấu trở thành một người có ích cho xã hội và cùng cố gắng phấn đấu để hoàn thành các cái nhiệm vụ được giao, cũng như là một người tuổi trẻ để cùng đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm. Trên chiến trường ác liệt khi xưa, bình yên và màu xanh cỏ cây đã trở lại. Cha anh đã tham gia chiến đấu trên tất cả các mặt trận, sẽ mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp con cháu noi theo, học tập và lao động để tiếp nối truyền thống kiên cường, vẻ vang, bất khuất của dân tộc Việt Nam.